Phép Hảo xin chào bà con làm sao nha. Thì hôm nay là ngày trao quà mini game lần thứ 5 của mình nè. Bây giờ thì mình sẽ vô cái hộp thư và nhận quà để mà trao cho các bạn nha. Hộp thư này mình đã nạp hôm qua nè. Trời ơi, tiếc tiền, tiếc kim cương quá đi. Ok, không có dài dòng nữa, mình xin nói rõ là có một số bạn là thắc mắc là chị ơi, có hai tập thiếu mà sao chị nói là chỉ có một tập thôi. Và chị xin nói rõ luôn là các em chưa đọc kỹ cái câu hỏi của chị. Đó là chị nói chị thiếu đúng có một tập và thiếu món gì thôi, chứ chị không nói là thiếu những món gì. Nếu mà chị nói thiếu những món gì, đó là số nhiều và ít nhất là từ 2 món trở lên, thì nó sẽ là tập 1 và không bao giờ là tập 105 được. Cho nên đáp án lần này sẽ là tập 105 nha. Là thiếu áo, mọi người có thể là nói là thiếu áo cũng được, hoặc là bộ đồ phá bông cũng được. Miễn sao nó có chữ 105 và cái áo là được rồi. Ok, bây giờ thì mình đã tìm được một bạn trả lời đầu tiên nè. Bạn ấy đã trúng dễ nhất nha. Tham gia mini game lần 5 của Lê Thỏ, đáp án là tập 105 thiếu áo. Ok, mình sẽ chấp nhận cái đáp án này của bạn và mình sẽ trao giải nhất cho các bạn nha. CH4U trùm báo, chúc mừng bạn nha. Bạn hạng 1 rồi, tiếp đến mình sẽ kiếm bạn hạng 2 nha. Tham gia mini game lần 5 của Lê Thỏ, đáp án 105 bộ đồ pháo. Ok, bạn đã trúng giải 2 của mình nha. Bây giờ mình sẽ tặng quà cho bạn. Đã xong hạng 2 rồi, tiếp đến là sẽ hạng 3 nha. Hạng 3 đây, tham gia mini game lần 5 của Lê Thỏ, đáp án 105 bộ đồ pháo bông. Ok, ok, tiếp đến là sẽ là bạn hạng 4 nha. Hai bạn vừa rồi tên khó đọc quá, chứ có bạn này, bạn tiếp theo là tên ý nghe dễ đọc nè. Mình xin chúc mừng bạn một lần nữa nha. Kế đến sẽ là hạng thứ 5 nha mọi người. Hạng thứ 5. Ồ, xin chào FVV Roviking. Hình như là vừa rồi ông cũng chơi máy, ông cũng đạt hạng nhất của tôi nè. Dữ ta, bây giờ là hạng 5 luôn. Hạng 5 là có món gì đâu, quên mất tiêu rồi ta. Hạng 5 là cái gói lá cây nha. Chúc mừng ông. Tiếp theo là hạng 6 nha. Em bé mèo. Chúc mừng bạn em bé mèo nha. Ok, mình đã cho xong hạng 6 rồi. Mình sẽ kiếm các bạn hạng 7, hạng 8, hạng 9, hạng 10 nha. Bạn này là sẽ là hạng 7 nè. Bạn ơi, vui lòng kết bạn nick phụ sủi đá 88 giúp mình để mình trao hạng 7 cho bạn nha. Để mình chụp lại không thôi sẽ quên. Bây giờ thì kiếm cái bà hạng 8 coi nè. Chippy, tham gia mini game lần 5, đáp án 105 bộ đồ ok. Hạng 8, nhớ kết bạn sủi đá 88 giúp mình nha Chippy. Hơn cho bà lần này tôi không có quy định là mỗi người chỉ trả lời một lần thôi đâu á. Bà trả lời tới 2 lần nhưng mà không sao, đáp án là đúng mà. Ok, bây giờ kiếm hạng 9 nha. À, thấy rồi, bài táo nè. Tham gia mini game lần 5 nè, tập 105 bộ đồ máy bay. Ok, bạn ơi, các bạn sủi cam 41 giúp mình nha, để mình trao quà hạng 9 cho bạn nha. Ok, tiếp theo là người cuối cùng đây. Không biết là ai đây. Để xem Sergio Angel có trả lời đúng không nha. Tham gia mini game lần 5. Ý, tham gia mini lần 5 của Lê Thỏ, tập toán 105 với bộ đồ pháo bông. Ok, bà này sẽ là bà cuối cùng mình trao giải hạng 10 nha mọi người.
Nói chung là chơi mini game thì cũng sẽ có người thắng người thua, mong mọi người hoan hỷ cái phần đó nha. Thì lần tới nếu mình đạt 850 người đăng ký thì mình sẽ mở mini game lần 6 nha. Và lần tới sẽ không phải là câu hỏi nữa, có thể là chơi máy, cũng có thể là leo tháp chẳng hạn. Là mình sẽ xây leo tháp, mà nói chung cũng hên xui lắm mọi người. Mọi người biết mình làm biến mà. Ok, thì bây giờ mình sẽ show lại cho mọi người xem là mình đã trao những quà này cho các bạn đó nha. 7, 8, 9, 10. Những bạn này mình sẽ đăng hình ảnh sao nha. Bởi vì tôi thúi rồi trời, mới đây mà thúi rồi, thôi đi tắm rồi nè. Thì clip trao quà của mình đến đây kết thúc nha mọi người. Hẹn mọi người vào những clip sau nha.